quý vị khán giả đang đến với chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Pink House thực hiện. Và hãy cùng chào đón một vị khách mời rất đặc biệt đến với Quyền Năng Phái Đẹp, nghệ sĩ Thanh Thúy. Thanh Thúy xin chào quý vị khán giả tại trường quay và xin chào quý khán giả đang xem truyền hình. Bữa nay cô Tết biết làm gì rồi mẹ Thúy? Cô Tết hôm nay thì đã biết cười, biết nhận ra mình là mẹ. Cô Tết là quý tử thứ hai của nhà anh Đức Thịnh và chị Thanh Thúy. Anh trai Cà Phê cũng là một cậu bé có rất là nhiều fan trên mạng xã hội. Và bây giờ nghe đồn là cô Tết cũng có nhiều fan trên mạng xã hội phải không ạ? Bây giờ thì Tết đang có một lượng follow rất là khủng, hơn cả mẹ Thúy luôn. Và được gọi là bình chọn là thánh biểu cảm đó. Tại vì anh chàng ấy rất là dễ thương và biểu cảm trên gương mặt của anh là rất là linh hoạt. Đó là một cái cách gọi của những người hâm mộ, những khán giả của chị Thanh Thúy. Em nghĩ rằng là việc mà chúng ta có chia sẻ những cảm xúc của mình trên mạng xã hội cũng là một điều nên làm. Tại vì đó cũng giống như là một cách để mình kết nối với mọi người. Với lại cái mạng xã hội á, mình thấy là nó giống như là cái nhật ký vậy đó. Nói chung là có mạng xã hội là chúng ta có cơ hội kết nối với thế giới nhiều hơn. Và những người lớn như chúng ta sử dụng mạng xã hội thì là một điều hiển nhiên rồi. Và thậm chí nó còn rất là cần thiết nữa. Thế nhưng đối với những đứa trẻ, việc mà tiếp xúc với mạng xã hội sớm thì liệu rằng có để lại những cái điều nó không mong muốn ở những bậc phụ huynh hay không? Ở đây không nói về Cà Phê hay Tết nha, tại vì quá nhỏ. Những cô bé, cậu bé bắt đầu bước vào lứa tuổi thiếu niên và sử dụng mạng xã hội cũng có khá nhiều điều khiến chúng ta phải bàn đến đây ạ. Thúy nghĩ là đối với hai bé nhà Thúy á, thì một bé mới 2 tháng rưỡi, còn một bé thì nay khoảng 10 tuổi, mình cũng đã bắt đầu phải để ý đến cái vấn đề mạng xã hội rồi. Tuy nó mới 2 tháng rưỡi thôi, nhưng mà nếu mà cứ trưng hình em bé lên trên mạng xã hội nhiều thì cũng có nhiều cái không hay. Hoặc là như bé Cà Phê cũng vậy, bây giờ đã biết xài Facebook rồi, có Facebook riêng hẳn hoi. Facebook đó chỉ để cho Cà Phê gọi điện thoại cho mẹ. Và chúng tôi xin được mời thêm hai vị khách mời nữa cùng ra đây. Hãy cùng chào đón tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề trẻ tiếp xúc với mạng xã hội. Bé Bu thì còn nhỏ, chắc chưa sử dụng mạng xã hội đâu. Đúng thế rồi. Còn chị của Bu? Chị của Bu là do hoàn cảnh khá là đặc biệt. Mẹ của Ri thì ở bên Úc, cho nên mẹ của Ri có lập cho Ri một cái tài khoản Facebook để hai mẹ con gọi FaceTime cho tiện. Chứ còn Bu thì ở Việt Nam, cha mẹ đều ở Việt Nam thì không cần thiết phải dùng mạng xã hội. Mà nó cũng không thích chơi mạng xã hội đâu, nó thích chơi game mà. Chứ nó mà lên mạng xã hội nó sẽ thấy cha của nó là một người như thế nào trên mạng xã hội. Chị Linh Trang cũng có một cậu con trai. Nghe đồn là bạn ấy cũng lớn rồi, cũng hiểu chuyện rồi. Bạn ấy có tiếp xúc với mạng xã hội không ạ? Bạn có một cái tài khoản mà giống như Thúy nói nãy, chủ yếu là để gọi Messenger, nhắn tin với các bạn trong lớp miễn phí thế thôi. Chứ còn lâu lâu thì thấy má xuất hiện vô một cái là không có vui. Làm sao để cho con sử dụng mạng xã hội một cách văn minh là điều mà chúng ta sẽ cùng nói đến ngày hôm nay. Bây giờ thì hãy cùng với chương trình đến với tình huống đầu tiên. Bà xã ơi, anh về rồi nè. Mệt lắm luôn á. Sao vậy? Làm như thương người ta lắm vậy. Thôi. Biết tôi đi làm mà mặc được áo trắng về nhà, mặc áo trắng chờ đợi. Nói giỡn với em cho vui thôi chứ giờ có cơm chưa? Trời, mới có 6 giờ chiều mà ăn cơm gì sớm như vậy. Thôi đợi con về đi rồi em dọn cơm rồi cả nhà ăn luôn cho nó vui. Mà sao cái gì cũng chịu hết. À. Hôm nay có món quà này quan trọng. Tặng quà rồi nữa. Wow. Bao bì đàng hoàng luôn nha. Đã không? Đã quá. Cái chiếc iPad này là cái chiếc iPad mà coi như là mới nhất, hot nhất thị trường hiện nay. Chứ còn nhớ. Sao sao sao? Sao tự nhiên hôm nay anh mua quà tặng chị em vậy? Em nhớ là cuối năm mới tới sinh nhật mà. Cái này đâu phải của em đâu. Ủa chứ cái này của ai? Này của con mình, anh mua cho con mà. Anh mua cái iPad xịn như vậy tặng cho con bé Bi nhà mình đó hả? Đúng rồi. Con mình mới học có lớp 6 à anh? Lớp 6 là đã biết chữ rồi đúng không? Nó đã biết cập nhật thông tin rồi. Anh nói thiệt với em á, tại vì nó đạt được cái tiêu chí của anh, nó thì đạt vào trường chuyên, nên bây giờ anh phải làm đúng cái lời hứa của mình. Thông điệp anh mua cái iPad này á là để cho nó có tầm nhìn ra toàn thể thế giới. Thôi. Thời đại này thời đại gì? Thời đại này là thời 4.0 rồi. Những cái gì mà không hiểu biết phải kiếm trên mạng thì sẽ hiểu. Bây giờ người ta còn hạn chế cho trẻ con đụng vô những cái mạng xã hội. Anh thấy không? Bây giờ cho một cái iPad riêng như vậy quá hiện đại. Con nó lên mạng, nó coi cái này coi cái kia, rồi mình đâu có kiểm soát hết là con nó sẽ search những cái gì trên đó nó coi, rồi lỡ nó ra những cái clip
Thôi em không muốn thôi, nói thôi, em suy nghĩ gì đâu mà tiêu cực không à. Người ta đang nghĩ vấn đề mà tích cực. iPad này nó sẽ đưa nó ra những cái tầm nhìn mà thế giới. iPad này có thể tìm hiểu những cái mà nó không bao giờ biết trên đời nữa. Cái quan điểm của em là em không đồng ý cho anh tặng cái iPad xịn như vậy, hiện đại như vậy cho con, trong khi con mình mới có lớp 6, mới có mười mấy tuổi thôi. Anh không cãi với em nữa, anh đợi con về anh đưa cho nó. Vậy đi. Làm cha gì đâu mà nói không hiểu gì hết trơn. Đó là câu chuyện của ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của các vị khán giả. Mời chị ạ. À. Tôi cùng quan điểm với người vợ trong tình huống vừa rồi. Không nên cho con trẻ nó tiếp cận với mạng xã hội quá sớm. Trẻ nó chưa có nhận thức được. Còn khoảng 15-16 tuổi thì hãy nên cho lên mạng xã hội ạ. Cảm ơn chị. Chúng ta lắng nghe thêm hai ý kiến nữa ạ. Mời bạn. Theo ý kiến của tôi thì tôi thấy mạng xã hội mang lại rất là nhiều lợi ích. Chúng ta có thể tìm kiếm những thông tin bổ ích ở trên đó. Và đặc biệt là đối với các em nhỏ thì các em có thể tự tìm tòi những kiến thức mà mình khó mà biết được với những cái phương tiện truyền thống thông thường. Tuy nhiên đối với bản thân em sẽ không có tự tin cho con trẻ của nhà mình lên mạng xã hội. Tại vì không biết được là các em tìm kiếm những thông tin như thế nào, cũng như là gặp người tốt hay là người xấu ở trên đó. Rất là xác đáng ạ. Thêm một ý kiến nữa ạ. Mời bạn. Tôi có một đứa con 8 tuổi và hiện tại bây giờ tuyệt đối tôi không cho bé lên mạng xã hội. Vì bây giờ lên mạng xã hội rất là phức tạp. Điều tốt thì rất là ít và điều xấu thì rất là nhiều. Với lại cái tuổi của bé hiện tại bây giờ là đang tuổi bắt trước. Bé có thể bắt trước những điều xấu đó. Đó là ý kiến của các khán giả. Với ý kiến của anh á, thì anh nghĩ á, là mạng xã hội không có tác dụng trong việc giúp con trẻ học nhiều kiến thức, mà là có những cái trang web hoặc là YouTube thì nó sẽ giúp cho con trẻ nhiều hơn. Ngày trước á, khi mà anh cùng với con tham gia một chương trình của Đài Vĩnh Long thì có phát lại những cái số thi ở trên YouTube á, thì anh cũng rất là cảm ơn bên đài đã tế nhị, đã khéo léo mà ẩn đi các phần comment. Tại vì anh biết là có rất nhiều comment, tuy là có vài comment thì khen bé, nhưng mà sẽ có rất nhiều comment của những người không đàng hoàng vào rồi nói này kia lung tung và ảnh hưởng đến tinh thần của bé. Và vì cái việc đó, đứa trẻ nào á, thật ra mà nói đứa trẻ nào nó cũng rất là non nớt. Ngay cả bản thân mình bị ném đá trên mạng xã hội, mình cũng sẽ không thể nào chịu nổi cái sự đả kích đó về tinh thần. Nếu mà muốn cho con trẻ mình dùng mạng xã hội vì một cái điều gì đó thì mình phải có kiến thức những cái app, những cái ứng dụng đó để mà mình chọn lọc, set up những cái phần riêng tư. Nó có chức năng chặn á. Đúng nó rồi. Chỉ dẫn tới một số cái kênh nào đó thôi. Cho một vài người bé có thể liên lạc được và hầu như là không cho những người lạ có thể tiếp cận được bé. Khi con dùng là phải có ba có mẹ ngồi kế bên để ba mẹ có thể biết được con đang dùng để làm gì, nói chuyện với ai và để xem cái gì. Thứ hai, nó cầm vào một căn phòng của nó riêng tư thì nó lại có một cái không gian riêng để mà nó có thể bị lôi kéo bởi bạn bè, bởi những người lạ trên Facebook. Chúng ta không thể nào kiểm soát được những cái đó. Và nếu mà như vậy thì chúng ta quá là vô trách nhiệm với con. Những ngày mà Vân đi quay như vậy nè, cái điều Vân sợ nhất là ở nhà con Vân xem cái gì. Tụi nhỏ bây giờ nó quá lanh, nó quá thông minh. Ví dụ như là bé lớn là bé 8 tuổi, bé biết đọc biết viết rồi, hoàn toàn có thể gõ những cái nội dung mà con muốn tìm kiếm. Mọi người cũng thấy rằng khi mà mình lướt ở trên mạng á, có những cái bài báo đang rất bình thường tự nhiên hiển thị vô một cái đường link hoặc một cái hình ảnh rất là nhạy cảm để dụ là mình sẽ phải click vô đó mình xem. Mà những cái hình ảnh nhan nhản như vậy trên các trang báo mạng thì mình không có muốn là con của mình tự nhiên nó gõ vào và nó thấy những cái hình ảnh như vậy. Rồi nếu nó không nói với mình, rồi nó tự mày mò, nó tự tìm hiểu thì sao? Mình rất là sợ hãi. Những đứa trẻ nếu như mà không được phát hiện kịp thời thì không biết hậu quả sẽ dẫn đến như thế nào. Hay là trước đó có một cái thử thách cá voi xanh dành cho những bé lớn hơn ở tuổi thanh thiếu niên và đã có những cái chết gây chấn động trên toàn thế giới. Bản thân tôi cũng đã trải qua với thằng con trai của mình 14 tuổi. Thì cái đoạn mà 11, 12 tuổi á, chị phát hiện ra nó lên mạng internet và nó có xem phim xét. Một sự khủng khiếp đối với mình. Mình mở máy tính làm việc của mình lên, vô tình thấy nó xuất hiện trên màn hình. Vì con nhỏ quá chỉ biết bấm vô link coi thôi mà không biết xóa dấu vết đi. Cho nên theo chiều hướng thứ nhất là chúng ta sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn con tiếp cận với nó. Nhưng một mặt khác thì con đi học về con lại bảo cô con cho làm bài tập và yêu cầu mọi người là phải lên mạng để tìm thông tin đó. Vậy nếu mình ngăn chặn mọi phương tiện tiếp cận thì con lại trở thành một đứa trẻ lạc hậu, thiếu thông tin, vậy cũng không được. Nhưng đến ngày hôm nay đó thì khi con tôi đến 14, 15 tuổi tôi lại trải qua cái cảm xúc của người mà đứng về phía ông bố hồi nãy. Thì hôm nay tôi thấy con tôi xem những cái clip về khoa học, kỹ thuật,
không phải chỉ bằng tiếng Việt mà bằng tiếng Anh nữa. Cho nên cái tình huống vừa rồi đó, tôi quan tâm hai việc. Một là một thứ phương tiện nó quá đắt tiền mà giao cho con trẻ. Nếu con lên mạng xã hội và con vô tình con khoe là con lên mạng bằng một cái iPad đắt tiền như vậy thì kẻ xấu cũng có thể biết con có tài sản, và cái nguy hiểm là thuộc về con. Cái thứ hai là cái nguy hiểm lớn hơn là những thông tin nó ập đến từ cái phương tiện hiện đại đó. Mà nếu cha mẹ đưa phương tiện cho con một cách vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm ở chỗ là khoán hẳn cho Internet là ông thầy cho con mình. Lúc mà chị phát hiện ra con chị nó xem cái động trời như vậy thì chị đã làm gì? Đầu tiên là muốn xỉu. Rồi bắt đầu mình tức giận. Mình trút hết lên con mình là tại sao con như thế? Nhưng khi mình càng tức giận thì con càng đổ lì ra. Và bắt đầu mình tìm mọi cách để ngăn chặn phương tiện. Khóa password tất cả những cái máy có thể lên mạng được. Điện thoại là tịch thu lại. Và ở nhà khi mình đi khỏi, bắt đầu nó lên, nó dùng mọi cách để nó tìm password. Nó đọc bóp bóp bóp. Có nghĩa là khi nó đã xem những cái hình ảnh khiêu dâm đó, nó đọc vào trong đầu óc của đứa trẻ mà nó không thoát ra được. Sau đó mình suy nghĩ lại, mình thấy nếu mình không bình tĩnh thì con mình không thể bình tĩnh được. Thế là cùng với quá trình là ngăn chặn mọi cái phương tiện đó, thì mình cho phép con sử dụng máy tính vào những thời điểm nào. Dùng khi mà có mặt người nhà ở đó thì con sẽ được dùng mạng xã hội. Và cùng với quá trình đó là mình nói chuyện, luôn luôn ở bên cạnh để giải thích cho con mọi việc. Kể cả nói với con về những chuyện rất là đàn ông của nó vào tuổi đó. À, mình nghĩ con gái lại không quan tâm chuyện đó. Nó rất thích xem hoạt hình và mình nghĩ hoạt hình thì cũng tốt thôi. Nhưng một ngày mình thấy nó ôm cái điện thoại, nó có che giấu gì đó. Lấy cái điện thoại kiểm tra lại xem hoạt hình sex của Nhật. Trời đó, đó. Yeah. Nếu chúng ta thiếu một sự quan tâm và vô trách nhiệm khi đưa một cái máy cho trẻ thì chuyện đó nó xảy ra ngay lập tức. Cái thằng nhóc nhà em á, là nó rất nhanh, nó mới 6 tuổi thôi, nhưng mà nó đã biết tự lên App Store để nó download game về. Và cái cách mà em quản lý nó là em phải cài chung một cái Apple ID cùng với điện thoại của em. Nghe nó download cái gì trên iPad nữa là cái điện thoại đây, của em cũng download về luôn. Em thường xuyên kiểu khi em đang quay mà vậy. Báo là đã có người đăng nhập, biết ngay ở nhà tự tải game. Thì em ở nhà là em hướng nó là chơi những cái trò chơi mà chung với lại em. Như là em cho nó tìm cái niềm vui ở cái chỗ là chơi chung với cha. Thì như vậy á, nó sẽ không có nhiều thời gian để mà nó lẩn khuất ở trên mạng để mà nó tìm những cái đó. Chắc là mình phải xin lỗi chị Thanh Thúy một cái đã. Tại vì quý vị biết không, 2 tháng rưỡi vừa qua, chị Thanh Thúy của chúng ta ngụp lặn, phơi nắng cho bé nè, ăn những món ăn lợi sữa nè, thay bỉm nè, tắm cho bé nè, cuộc sống thanh bình lắm. Tự nhiên ngày hôm nay được mời tới đây, trời ơi, cái là phải dồn dập bao nhiêu thứ. Hôm nay ngồi đây và tận đáy lòng tôi rất là cảm ơn chương trình. Tôi đã bỏ bê đứa con lớn. Giờ tôi đang đặt một câu hỏi là thằng con tôi nó đã làm gì 2 tháng rưỡi qua. Tự nhiên mình đang ngồi ở trong phòng, nó chạy vô nó hỏi: mẹ ơi, khi nào em biết lẫy? Mà mình có dùng cái chữ lẫy đâu, mình hay dùng cái chữ là lật hay là bò hay trường gì á. Nó vô nó hỏi vậy mình giật bắn người luôn. Xong mình hỏi: ủa tại sao con lại hỏi như vậy? Nó: dạ con mới coi trên mạng người ta có nói chữ lẫy. Cái đó là còn nhẹ nhàng. Con em một ngày nọ: mẹ mẹ con muốn sờ mờ lờ quá. Con nói cái gì? Tự nhiên ngay lập tức trong đầu mình suy nghĩ: trời chết rồi, nó coi cái gì? Nó thấy mặt mình căng thẳng, nó nói: sữa Milo. Quê, mẹ quê. Từ đó là chỉ có trên mạng mới có thôi. Đúng rồi. Thôi bây giờ mình phải đến với tình huống thứ hai, chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Anh à, em đang rất là căng thẳng, anh hiểu không? Là vụ gì nữa? Em sắp điên rồi. Tự nhiên đang ngồi đây phát điên rồi sao? Em nói là em phát điên vì con của mình rồi, anh hiểu chưa? Con của mình? Ủa nó có gì đâu phải phát điên. Nó vẫn đi học bình thường, vẫn ngoan ngoãn lễ phép. Trời, mà ngoan ngoãn lễ phép đó là bên ngoài anh thấy thôi. Anh có biết là từ ngày anh mua cho nó cái máy iPad đó, rồi bây giờ nó tung tăng trên Facebook, nó tung tăng trên mạng xã hội. Hôm bữa nha, em vô tình em kiếm được cái Facebook của nó. Xong rồi em tạo một cái nick Facebook giả. Em giả vờ kết bạn với nó. Trời ơi, em thở không nổi rồi đó. Anh biết em rất là sốc khi mà trong Facebook á, nó có cái mục là tình trạng quan hệ. Nó ghi là đã đính hôn. Con mình có lớp 6 nè. Facebook của nó viết những cái câu, những cái từ á, toàn là dùng những cái câu từ người lớn không đó anh. Xong rồi em nói chuyện với nó, em giả bộ như vô chào nó nói chuyện này nọ. Trời ơi, anh có biết là những cái từ ngữ nha, nó nói mà
nếu như mà trong cái cuộc nói chuyện đó đó, em không nghĩ nó là con bé Bi con mình á, thì em nghĩ nó là con của người nào á mà gia đình đó làm như là không có biết giáo dục con á. Rồi anh còn biết nguy hiểm như vậy nè. Sao? Em vô em chat trong cái phần tin nhắn với nó đó, anh biết là em chào bạn ha, sao mà thấy bạn còn nhỏ quá mà bạn ghi là đã đính hôn, bạn có bạn trai rồi hả? Trời ơi, nó kể cho em nghe một giải luôn là chuyện nó quen ai làm cái gì. Rồi nó còn nói là sắp tới đây mình có một cuộc hẹn hò cà phê với bạn trai hot boy nhất trường của mình. Không được. Nó nói như vậy đó. Hot boy nào? Thì có biết hot boy nào đâu. Trong nhà này ai hot boy bằng anh? Ngồi xuống giùm cái. Nó đang rất hãnh diện về cái điều đó, nó quen được cái thằng bạn trai đó. Thiệt tình là bây giờ con mình nó hư dữ vậy đó hả? Nó quá hư rồi anh ơi, chết là, rồi là bây giờ. Là do cái iPad của anh hả? Do cái iPad của anh hết đó. Giờ cho nó rồi làm sao đòi lại đó. Thì bởi vậy mới nói. Đòi lại là nó giận, rồi nó bỏ nhà đi bụi. Trời. Rồi nó học thêm mấy đứa trên mạng. Thôi, đừng có nói thêm những cái từ ngữ đó đi. Bây giờ nếu mà đòi lại thì cũng không được. Không được anh ơi, vợ chồng mình phải cùng nhau đi tìm một cái chuyên gia tâm lý nào đó để hỏi người ta coi là trong cái trường hợp này á, mình phải xử lý như thế nào với con. Tìm bằng cách nào? Trời, thì bây giờ tôi đi tìm chứ tìm bằng cách nào. Ngồi đó mà chờ anh nữa chắc à. Chứ con tôi nó bỏ nhà đi quá. Trời ơi, câu chuyện đã thực sự căng thẳng rồi đây. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của các khán giả. Dạ, mời chị. Tôi nghĩ đây là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh khi cho con em mình lên mạng xã hội một cách thoải mái tự do mà không có sự kiểm soát từ phía sau. Nhưng để làm được điều này thì chắc phải nhờ tư vấn khách mời ạ. Còn ai có ý kiến nữa hay không? Mời bạn. Một khi chúng ta đã không muốn bé lên mạng xã hội thì đừng nên cho bé biết là mạng xã hội có nhiều cái sự hấp dẫn như vậy. Một khi bé đã biết rồi, chúng ta càng cấm thì trẻ sẽ càng có ý tò mò và muốn truy cập vào mạng xã hội. Thì như vậy thì tôi nghĩ cái hệ lụy của nó sẽ nguy hiểm rất là nhiều. Thêm một ý kiến nữa ạ. Mời bạn. Tôi nghĩ là điều xấu sẽ xảy ra với cháu. Tại vì phụ huynh chưa có quản lý chặt chẽ cháu. Do cháu chưa có nhận biết được và chưa có phân tích được đâu là điều tốt và đâu là điều xấu. Đó là ý kiến của khán giả. Vân ở nhà là Vân sẽ bày ra đủ mọi hoạt động. Có khi chơi với con là coi như đến mướt mồ hôi luôn. Học bài với con, cho con ngủ và cố gắng thật sự nghiêm túc trong cái việc tách ly con khỏi chiếc máy. Mình vẫn cho con sử dụng nhưng mà mình quy định theo giờ. Ví dụ như là cái máy mới sạc là số 100, bà ngoại quy ước là chỉ cho sử dụng cho đến khi nào nó còn số 80 hoặc là 85% thôi, cho một lần dùng. Thì con mình nó cũng khá là hợp tác. Mình thấy nó cũng là một cái cách để giới hạn về mặt thời gian. Cũng có những lúc để cho cả nhà cùng vui bên nhau, con vẫn được lên mạng nhưng mà lên mạng bằng một hình thức khác công khai hơn. Đó là sử dụng TV thông minh á, là những cái chương trình nó chừng mực vì nó được giới hạn. Thì đó cũng là một trong những cái giải pháp thôi. Đa phần phụ huynh chúng ta là hay bỏ bê con suốt một khoảng thời gian. Và sau khi mà phát hiện ra con làm một cái gì đó là mình giật mình, là mình lại có xu hướng là mình nổi nóng lên và mình cấm tiệt. Mà bản thân mình là cha mẹ, mình phải là người hiểu con mình nhất. Và mình phải là người đề ra những cái phương án, những cái dự án. Mình báo trước những cái rủi ro mà có thể xảy ra. Và mình phải tự lên cái kế hoạch để mà mình ứng phó những cái rủi ro đó. Và chắc chắn là mình sẽ không thể nào tước đi cái iPad của con ngay lập tức được. Tại vì như vậy con sẽ có cái xu hướng là giấu giếm. Mình phải tiếp cận con từ từ hơn. Mình phải kiên nhẫn hơn để mà mình theo dõi con, mình nói chuyện với con để cho con làm sao mà chia sẻ được hết những cái gì mà con cảm thấy là con tin tưởng với mình. Đứa nhỏ nào cũng vậy, nó vẫn thích thú với những cái gì mà làm cho nó vui vẻ hơn. Nếu mà mình bắt buộc nó gãy nghe một cái thì nó có xu hướng nó bảo vệ nó. Nó bảo vệ cái sự riêng tư của nó liền. Và thay vì vậy mình phải hòa nhập vào cái thế giới của nó. Rồi mình từ từ mình chỉnh hướng, giống như là mình điều cái cây cho nó từ từ nó thẳng lại. Tôi thì mắc con nhỏ, rồi tôi giao rõ ràng luôn mà các kiểu hình phạt luôn. Nói bây giờ mẹ cho con coi nè, con nhìn cái đồng hồ đi nha. Là cứ đúng 9 giờ là con đã phải đánh răng xong, súc miệng xong, mặc thay đồ ngủ luôn. 9 giờ là con nằm ở trên cái giường á nha. Rồi mới đầu con dịu dàng lắm, ngọt ngào rồi lại hung hung mà nha, thương nha, nhớ nha. Xong nó không làm. Mà một không phải một ngày một bữa. Vậy lúc nó không làm mà chị làm gì? Ngày hôm nay nó không làm cái mình vẫn ngọt ngào, ôi giận luôn. Cái xong ngày mai nó cũng không làm cái nó, con này không có thương mẹ vậy, thấy mẹ đang mắc em không? Nhớ nha, ngày mai con đừng vậy nữa nha. Cái ngày mốt nó vẫn không làm. Cái cơn của mình nó lên từ từ. Bây giờ sao? Có đi vô ngủ không? Bắt đầu dùng hình phạt. Nói là bây giờ nè, mẹ không cần biết. Mẹ thấy tới 9 giờ mà con chưa có lên giường nằm á, con còn ôm cái điện thoại á, thì là mẹ ghi vô một lỗi. Mà 10 lỗi á, thì nó bị cấm chơi. Ngày thứ 6 là ngày của nó. Nó chơi thoải mái, thức khuya thoải mái. Nhưng mà nếu mà con phạm 10 lỗi trong tuần á,
cứ tới 10 lỗi là ngày thứ 6 đó con bị cấm. Một cái hành động đó của mình để nói chứng minh được là cái lời nói của mình là đúng, mình nói là okay, phải làm được cái đó, thì con mình nó mới nể mình. Và những cái lần sau mình nói cái gì là cũng phải tuân thủ những cái thỏa thuận giữa hai mẹ con, hai cha con với nhau. Bằng cách nào đó chúng ta vẫn phải điều chỉnh việc này. Và cái sự khéo léo, sự tôn trọng con mới nghĩ là cái chìa khóa, chứ không phải là sự nạt nộ hay nóng nảy. Tại vì tất cả sự tức giận nó không bao giờ cho đến kết quả dễ chấp nhận hết. Có thể trẻ sẽ rất là sợ hãi và hiểu rằng nếu mình lặp lại mình sẽ bị phạt. Nhưng mà để trẻ gọi là tâm phục khẩu phục thì chúng ta cần có sự thuyết phục và cần có sự kiên nhẫn. Chị sợ nhất cái câu kết của cái tiểu phẩm vừa rồi: thôi mình đi gặp chuyên gia tư vấn đi. Nhiều bậc cha mẹ đó, chị ở chung nhà với con mình, nuôi dạy con mình từ nhỏ, còn không hiểu con mình, máng hết cái trách nhiệm lên một cái người làm tư vấn ở chỗ là giờ tôi phải làm gì với con tôi. Việc thứ hai là thông thường tôi thấy các chuyên gia tư vấn mà có hướng dẫn họ cái gì đó thì cái điều đầu tiên là họ nói con ai làm được chứ con tôi không làm được. Không, tôi muốn làm được như vậy. Thế mình không làm được thì làm sao đứa trẻ nó làm được? Nghĩa là cái tính hợp tác là không có. Cái việc rèn luyện nề nếp cho một đứa trẻ là nó phải có một sự khởi đầu khó khăn và nó phải có một cái quá trình. Phương tiện đầu tiên con có là do mình trao cho con. Vậy khi mình trao phương tiện đó thì mình trao luôn cho con kỹ năng sử dụng phương tiện đó. Vậy mình phải trang bị kiến thức là sử dụng cái đó làm sao hiệu quả nhất có thể. Và phải cho con một sự thỏa thuận. Nếu con làm những chuyện A bờ cờ này thì con bị tịch thu cái máy hay không. Vậy cha mẹ chúng ta là phải là người tuân thủ đầu tiên. Không được tùy tiện, lúc vui thì con được xài, lúc không vui thì ba tịch thu, lúc vui thì đúng nửa tiếng, hơn một chút không sao, lúc không vui thì mới 15 phút lại thu lại. Ba mà cứ ngồi bấm mà bảo con dẹp, đứa nào nó dẹp. Và nếu có lỡ rơi vào tình huống như tình tiểu phẩm mà chúng ta thấy, đừng có thô lỗ mà can thiệp vào. Vì có một chị bạn tôi, chị đã hỏi tôi là đấy, cũng nhảy vào chat với con và khi phát hiện con có bạn gái nhảy vô luôn can thiệp bạn gái, con không được quen với con trai của cô, con trai cô thế này thế kia thế nọ, con thế này thế nọ kia, không được. Thế là con trai của cổ thấy mẹ quá thô lỗ, quá mất lịch sự, đành phải giải thích với bạn gái của mình là em thông cảm, mẹ này là mẹ ghẻ chứ không phải mẹ ruột của anh. Vậy mình hãy xem lại cái cách mình can thiệp y như một bà mẹ ghẻ đối với con. Chuyện anh Trung chia sẻ tôi thấy rất là thỏa đáng, là một quá trình kiên trì làm bạn với con. Làm bạn như thế nào? Chủ nhật là một ngày nghỉ của con, cũng là ngày nghỉ của mình. Bản thân tôi rất là bận rộn và mệt mỏi, cho nên ngày chủ nhật chỉ muốn ngủ nướng thôi. Nhưng mà hẹn với con 7 giờ thức dậy mình cùng ăn sáng nha con. Và con thích ăn món gì, má ăn cùng món đó không sao hết. Ăn xong ta làm gì? Ở nhà hát thành phố có chương trình nhạc giao hưởng, 8 giờ ra đứng ở nhà hát thành phố xem nhạc cho đến 9 giờ. Sau 9 giờ làm gì? Rảnh quá về nhà sẽ chơi máy, cho nên mình đi uống cà phê không con? Ngồi uống hết cà phê là cũng tới giờ 11 giờ mấy về nhà chuẩn bị cơm nước nọ kia. Ăn cơm xong rảnh quá làm gì? Là sẽ chơi. Má mệt thì má ngủ đi, con không mệt cho nên con chơi. Vì vậy con chơi cho đến mới 1 giờ thôi thì thầy dạy đánh cầu lông. Alo, tới giờ đánh cầu lông rồi con. 3 giờ quay về, tắm rửa xong thì làm cái gì? À lúc đó chưa tới giờ ăn cơm, có thể chơi. Nhưng chơi mới có chút xíu, tới giờ ăn cơm rồi con, phải ăn cơm cùng. Ăn xong thì làm gì? Xem tivi đi con. Nó xem cái gì tôi xem cái đó. Nó hoạt hình là tôi hoạt hình. Nó phim hành động là tôi phim hành động. Xem cùng. Xem cùng nếu mà có chuyện, nếu mà nói. Vì nếu mình chuyển kênh mình thích, nó không thích là nó lủi lên phòng, nó lại chơi máy. Cho nên phải chấp nhận những chương trình của nó. Và bây giờ con lớn một chút, tôi còn nhờ cậy con được một việc là con có thể giúp má lên mạng để tìm những cái thông tin mà sắp tới những bài má phải dạy người ta đặt hàng như vậy. Nhưng má không tìm được, con tìm giùm má được không? Thế là anh lại lọ mọ anh tìm. Xong tôi nói cái này tiếng Anh nhiều quá má không hiểu, con có thể dịch giùm má được không? Lại phải lọ mọ lên Google dịch để giúp tôi. Như vậy ta có thể biến phương tiện thành một cái cầu nối giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Chứ bản thân phương tiện nó không có tội lỗi gì hết, mình đừng lên án phương tiện. Cái người phải điều chỉnh chính là người lớn mình. Nhưng cho con một quyền lợi thì phải gắn với một cái trách nhiệm của con. Hay quá. Và hãy là những ông bố bà mẹ sử dụng mạng xã hội một cách văn minh. Tại vì Vân thấy có rất nhiều người lớn, họ hay nói với con mình về cái chuyện là con phải thế này, con không được nói câu kia, con không được coi những hình ảnh này. Nhưng chính họ lại nói những câu nói đó, đăng những cái hình ảnh không nên đăng trên chính trang cá nhân của mình. Một ngày nào đó trẻ vào được, trẻ nhìn thấy, thật không hay. Cảm ơn tất cả các khán giả và các khách mời đã cùng chia sẻ với chúng tôi về chủ đề ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi xem lại những câu nói hay nhất, những khoảnh khắc thú vị nhất của ngày hôm nay. Mình phải là người hiểu con mình nhất.
và mình phải là người đề ra những cái phương án, những cái dự án mình báo trước, mình phải tự lên cái kế hoạch để mà mình ứng phó những cái rủi ro đó. Và chắc chắn là mình sẽ không thể nào tước đi cái iPad của con ngay lập tức được. Mình phải kiên nhẫn hơn để mà mình theo dõi con, mình nói chuyện với con để cho con làm sao mà chia sẻ được hết những cái gì mà con cảm thấy là con tin tưởng với mình. Vân ở nhà là Vân sẽ bày ra đủ mọi hoạt động, chơi với con là coi như đến mướt mồ hôi luôn, học bài với con, cho con ngủ và cố gắng thật sự nghiêm túc trong cái việc tách ly con khỏi chiếc máy. Mình vẫn cho con sử dụng nhưng mà mình quy định theo giờ. Chứ giao rõ ràng luôn mà các kiểu hình phạt luôn. Nói bây giờ mẹ cho con coi nè, con nhìn cái đồng hồ đi nha. Mẹ thấy tới 9 giờ mà con chưa có lên giường nằm á, con còn ôm cái điện thoại á, thì là mẹ ghi vô một lỗi. Ngày thứ 6 là ngày của nó, nó chơi thoải mái. Nhưng mà nếu mà con phạm 10 lỗi trong tuần á, thì ngày thứ 6 đó con bị cấm. Ta có thể biến phương tiện thành một cái cầu nối giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Nhưng cho con một quyền lợi thì phải gắn với một cái trách nhiệm của con. Thưa quý vị khán giả, chương trình Quyền năng phái đẹp ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Pink House thực hiện. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong tất cả những chương trình lần sau. Con mình á, nó chỉ bị cảm thường thôi. Còn cái chuyện thằng Duy á, quan trọng hơn. Anh chồng hãy chăm lo cho những người trong gia đình mình trước. Tại vì chị em phụ nữ chúng ta luôn rất cần sự chia sẻ, chúng ta quá vất vả rồi, chúng ta luôn khao khát điều đó ở người chồng. Chúng ta sẽ phải có cái sự giao tiếp, phải có cái sự trao đổi và thống nhất với nhau trong cuộc sống thường ngày.